Ngày 2 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Huế và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm đàn bò tại xã Hải Dương, thành phố Huế. Đối tượng bị bắt giữ là Ngô Phước, sinh năm 1996, trú tại xã Quảng Ngàn, huyện Quảng Điền, hiện ở tại số nhà 39, đường Hồng Khẳng, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. Trước đó, do có ý định bắt trộm bò thịt còn sống của một người dân tại xã Hải Dương, thành phố Huế, khuya ngày 29 tháng 2, Phước thuê một chiếc xe máy từ thành phố Huế đi đến chuồng nuôi bò của nạn nhân cạnh bên trạm y tế xã Hải Dương, thành phố Huế. Tại đây, Phước cất giấu xe máy ở bụi cây rồi vào chuồng bò, lùa đàn bò gồm 12 con ra ngoài rồi dẫn đàn bò đi ra đường chính từ xã Hải Dương lên thả rông tại một mảnh đất trống ở đường tỉnh Lộ 10, thôn Chiếc Bi, phường Phú Thượng, thành phố Huế, chăm cho bò ăn cỏ để bán dần. Đến sang ngày 2 tháng 3, Phước đã bán được một con bò cho một lò mổ tại thôn Lại Thế, phường Phú Thượng với giá 10 triệu đồng. Khi đang lùa đàn bò đi ăn thì Phước bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ cùng tang vật là 11 con bò còn lại. Tại cơ quan công an, đối tượng Phước khai nhận là chủ quán bê thui ở phường Phú Thượng, đã từng đến xã Hải Dương, thành phố Huế để mua bò. Do nợ nần túng quẫn nên đã nghĩ ra việc về Hải Dương trộm cắp đàn bò để bán kiếm tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân. Hiện công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.